Chào mọi người nha. Hôm nay là ngày cuối tuần, trời nó rất là đẹp. Đây, mây nó từng mảng này. Nhìn rất là đẹp nhá. Hôm nay là mình lên rừng. Lâu lâu cuối tuần về nhà mình lại lên rừng mà. Mình đi quen rồi cho nên là mình ngồi một chỗ mình không chịu được. Đây là mấy cái mộ này. Mấy cái mộ từ xưa rồi. Nó nằm lẻ loi ở đây. Cái này là có khoảng 4-5 cái mộ gì đấy. Đây thì mình thấy một cái cây này. Đây, có mọi người biết này, đây là cái cây gì. Cây này chắc là mọi người đều đã từng được uống nước của cái cây này rồi. Nhưng mà thấy thì chắc ít người biết cái cây này thôi. Đấy, hoa nó màu tím này. Cây này ngày xưa cho mình nhiều lắm nhưng mà bây giờ nó ít rồi. Cây này là cây nhân trần nha mọi người. Cây nhân trần. Trên mình thì cây này nó không trồng. Nó chỉ mọc tự nhiên ở trong rừng ấy. Bây giờ cái lá của nó hơi dính dính và có mùi thơm. Nó hơi dính dính. Và có một thơm dịu dịu ấy. Cái này về chỉ cần nhổ về cả rễ và cả gốc. Xong là mình phơi khô thôi. Xong rồi mình cứ dùng thôi. Cây này đơn giản mà. Còn tươi thì mình cũng chưa dùng bao giờ. Cây này nó ra hoa này. Mình nghĩ là nó có cả quả đấy này. Nó quả xong thì nó lại mọc xuống đất. Rồi một thế hệ nhân trần con chắc lại nối tiếp thôi. Cho nên là trên rừng nó mới có nhiều như này. Ở đây những mầm chè này. Thấy không? Sau mấy ngày mưa hôm trước là bây giờ là nó lên mơn mởn luôn ấy. Đây, chè đây mọi người. Chè này bây giờ là không ai lấy rồi. Các cụ trồng từ thời xưa rồi ấy. Đây. Thời xưa rồi, bây giờ là không ai trồng rồi. Chỉ còn lác đác một số cây thôi. Chẳng ai hái đâu. Mấy ông bà nó chặt củi ầm ầm ở dưới này. Mình sẽ hái về hai đọt để tí nữa mình hái mình uống. Ui, tí nữa thì bắt chuột. Rừng này là rừng nó thưa rồi. Khai thác nhiều rồi. Đây là cây sau sau này. Cây mà thường mùa thu nó lá nó sẽ chuyển sang màu vàng, màu đỏ ấy. Nó gần giống với cây phong ấy. Trên này rất là nhiều. Mình cầm điện thoại hôm nay tay mình hơi run. Chắc đi bộ leo mấy quả đồi mệt rồi. Cái này vẫn là toàn chè đây. Nhiều chè lắm. Rậm rạp. Đây là quả gì mình họ hàng nhà bứa này. Mình không biết cái quả này là quả gì. Nhưng mà ăn cũng được. Ui, nhiều lắm. Nhưng mà quả này chua lắm. Quả này chín rồi. Mình sẽ ăn quả này. Lâu quá mình không được ăn rồi. Mình ăn cái quả này nhá. Vàng chóe. Cái này ngày xưa mình được ăn rồi nhưng mà nó chua lắm. Với cả nó có nhựa.
Nhìn này, thịt nó vàng này, chua cực kỳ luôn. Chưa thấy cái quả nó chua bằng cái quả này. Cái này ngày xưa mẹ mình hay hay lấy về, lấy quả xanh về dập ra để làm canh chua ấy. Đây. Xin mời. Ừ. Ừ, không ăn đâu. À, sắp đến rừng của mình rồi. Đây, từ đây nhìn xuống cánh đồng lúa ở dưới quê mình rất là đẹp. Chuẩn đang chuẩn bị cắt lúa. Trên này gà rừng nhiều lắm. Vì ở đây bụi nhiều mà. Đây. Những cái bụi cây, bụi cỏ này là điều kiện thích hợp để mấy cái con gà rừng nó phát triển vui vẻ với nhau. Đây đến chỗ này là đến đến được nhà mình rồi. Ranh rơi giữa hai cái bên đường này. Ở đây có hai cái cây, hai cái thông cu đơn này nó to thế. Hai cái cây này không phải cây nhà mình. Ở bên này mới phải rừng nhà mình. Bên này này. Lâu lắm rồi mình không lên đây rồi. Bận đi làm mà. Mình dừng video ở đây đây. Hẹn gặp lại mọi người nhá.